Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh dẻo trung thu với nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Dẻo mềm, ăn được 1 tuần đến 10 ngày luôn. Với cách làm thì đơn giản vô cùng luôn, ai cũng có thể làm tại nhà để thưởng thức. Bánh này ha, mình cắt ra nè, có độ mềm, độ dẻo với phần nhân thì hấp dẫn bắt mắt nè. Ngon lắm á các bạn, không có cần hấp gì trơn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là khoai lang và khoai môn, hai loại nấu chín. Cho vào nửa lượng đường, một lượng khoai, chút muối. Xay mịn ra, các bạn sẽ cho vào trong chảo. Mình cho thêm hai muỗng canh dầu ăn. Với lượng này thì các bạn dùng khoảng 300 đến 500 gram khoai là vừa nha. Khi nhân vừa sệt thì mình cho bột bánh in hoặc là bột bánh dẻo luôn, tùy theo. Nếu bột bánh in thì nó thơm hơn, làm phần nhân nó cũng dẻo, sên cho nó dẻo và nó mịn lại. Khi nhân dẻo mịn và khô ráo như vậy là được, mình sẽ tắt bếp. Mình có tiếp là 100 gram đậu xanh, vo rửa cho sạch. Các bạn ngâm nước trước á, khoảng 1-2 tiếng rồi cái mình đem nấu hoặc là hấp cho nó chín mềm nha. Đậu xanh đã chín thì mình cho vào đây một lượng đường là một lượng đậu luôn. Thêm chút xíu muối cho bánh đậm đà. Xay cho hỗn hợp đậu xanh nó mịn ra cùng với đường. Cho vào chảo thêm hai muỗng canh dầu ăn, các bạn sẽ xên cho nó sệt lại. Xên từ từ vậy nè. Mới đầu thì mình để lửa lớn đi ha, cho nước nó bốc hơi nhanh. Khi nhân đã sệt thì mình cho bột bánh dẻo vô, hai muỗng canh chia ra làm hai lần để cho. Cứ lần muỗng canh vậy nè, các bạn trộn đều xong rồi cái mình xên cho nó dẻo lại nha. Khi phần nhân đã dẻo và nó quyện thành khói, như vậy là được rồi ha, nhân nó đã đạt rồi. Nhân này thì các bạn làm bột bánh dẻo hay là bánh trung thu đều ngon luôn. Tiếp theo mình chuẩn bị đến nước đường thì mình dùng đây 200g đường cát trắng ha, khoảng một chén, và 200ml nước cũng là một chén luôn. Tinh dầu hoa bưởi hoặc vani hoặc là lá dứa tùy theo sở thích. Ở đây thì mình dùng hai loại luôn, thêm một miếng chanh nữa. Rồi sẽ cho hết phần đường vô trong nồi, cho vô rồi các bạn sẽ lấy nước mình cho vào mình nấu luôn ha. Tỷ lệ mình nấu là 1:1 á. Sẽ cho miếng chanh thì các bạn vắt vô đây vài giọt thôi nha, để cho nước đường nó không bị cứng á. Nấu cho hỗn hợp sôi lên. Khi nước đường sôi thì các bạn cứ để lửa nhỏ từ từ cho nó tan đường, không được khuấy, khuấy sẽ làm nước đường nó bị cứng bánh. Mình sẽ cho vào đây vài giọt tinh dầu hoa bưởi cho nó thơm. Rồi các bạn cũng cho vani vô luôn nha. Đường nó đã tan hết rồi thì mình đã cho vô. Cho vô là các bạn tắt bếp liền để cho nó giữ được cái hương thơm lâu. Quay trở lại, bây giờ nhân nó nguội rồi, các bạn sẽ chia ra nha. Khuôn là 180g á, thì tùy theo khuôn mà các bạn chia. Hai loại nhân mình vo tròn rồi cũng để qua một bên luôn. Đây là nước đường, mình phải để cho nó thật là nguội thì mình mới làm được. Và phần nước đường này mình nấu nhanh lắm, chỉ cần đường tan là được à. Bột bánh dẻo hay là bột nếp chín, các bạn tìm mua trong những chỗ bán bột làm bánh là sẽ có, hay là bột bánh in cũng ngon nữa. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước đường nha. Cho vào đây là 4 muỗng canh nước đường. Các bạn nhớ phủ thêm cái màng bọc ở bên dưới cái dĩa hoặc là cái bọc ni lông để cho bột nó không có bị dính á. Cho vào thêm 1/3 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình sẽ trộn sơ nha, cho nước đường nó hòa chung với dầu ăn cái, rồi mình hãy lấy bột mình cho vô. Phần bột thì mình cho vào đây 3 muỗng canh, nhưng mà đừng có đầy quá ha. Chia ra, mình cho vào 2 muỗng trước đi, trộn xong rồi cái mình cho tiếp. Đây là cái cách làm mà mình thấy nhanh và dễ nhất luôn. Cứ 4 muỗng nước đường thì 3 muỗng bột. Còn nếu mà lượng cân chính xác thì các bạn cân là 2 nước và 1 bột. Như vậy là bánh nó sẽ ngon nha.
Nhồi sơn cái cho nó dẻo mịn, cũng không có cần phải nhồi lâu. Nhồi lâu là bánh nó chai á. Chỉ cần dẻo mịn là mình sẽ đè cho nó dẹp xuống để mình gói bánh. Rồi vậy là xong rồi nè. Thì mình dùng cái phần bột này là 100 g, hồi nãy phần nhân là 80 g rồi. Cho phần nhân vào giữa, các bạn sẽ túm đều lại. Bột mình làm rất là dẻo luôn, túm cũng dễ lắm. Túm cho nó sát các cái mép bột lại nha. Vo tròn lại. Rồi, cho vào trong khuôn thì các bạn nhớ phủ chút xíu bột khô để bánh không có bị dính khi mà ép khuôn nó dễ hơn á. Mình sẽ đập ra hết cái phần bột này nha. Các bạn sẽ cho bánh vô nè. Đè cho nó dẹp xuống cho nó chặt cái khuôn. Mình đè dẹp xuống vậy đó, ấn và đè thêm vài giây. Dở khuôn lên thì bánh nó mới nét, nhìn đẹp quá ha. Khuôn 50 g thì mình dùng tỷ lệ là một bột và một nhân. Vậy là đã xong rồi đó. Trộn bột một cái là mình làm liền nha. Trộn từng cái và làm từ in ra từng cái. Quét sơ cái lớp bột nó còn dính ở trên bánh. Rồi mình sẽ để yên vậy qua một đêm. Các bạn đậy cái lòng bàn hoặc là cái rổ lại nha. Đây là phần bánh mình đã để qua một đêm. Thì các bạn thấy cái bánh của mình nó sẽ mềm hơn, phần bột nó cũng trong hơn nữa ha. Bánh dẻo thì mình để 1 cho đến 2 ngày các bạn hãy ăn, bột nó sẽ trong. Đây là cái bánh mà mình kết hợp hai loại nhân nè. Bánh nhỏ thì mình làm nhân đậu xanh. Ngon quá các bạn ơi. Bột và bánh đều nhau. Phần bột thì nó trong veo ha và nó có độ mềm dẻo nè, không hề bị khô cứng. Nhưng mình sên cũng dẻo nữa. Và độ ngọt cũng đậm đà thì mình làm vậy á, ăn được lâu. Rất là đậm đà luôn, ngọt và thơm nữa. Phần bột á thì nó dẻo dẻo. Phần nhân ngọt ngon. Cái bánh kết hợp với hai loại nhân thì mình ăn nó sẽ có hai hương vị hòa cùng với bột dẻo dẻo nữa. Vừa dễ làm mà vừa đơn giản, ai cũng thực hiện được ngay tại nhà để thưởng thức, đón dịp Tết Trung Thu đủ đầy. Thì chúc các bạn đón Tết Trung Thu vui vẻ cùng gia đình nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và like, chia sẻ những video giúp kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.